Thưa quý vị, một bản tin đến từ Houston. Trong vài ngày qua, thì cư dân Houston đang xôn xao để bàn tán về hình ảnh được dự đoán là UFO được đăng tải trên mạng chụp được một vật thể sáng lòa trên bầu trời Houston vào hôm thứ Hai và đã thu hút được sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Hiện video mới này cho thấy là đốm ánh sáng trên bầu trời vào đêm thứ Hai ở phía đông nam Houston. Video được thu lại do người nhạc sĩ tên Andrew Pena cho thấy là ánh sáng chói lòa trên bầu trời khi ông đang lái xe dọc theo vịnh Freeway gần Ashbrook khoảng 10:05, theo lời của ông nói. Ở phía trên của màn hình thì mọi người có thể nhìn thấy màu sắc của ánh sáng chớp nháy xuất hiện đi từ vòng trong và ngoài. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương số 2, ông Pena nói rằng ông không biết là ông đã thu được nhiều chi tiết hơn là những ánh đèn chớp cho đến khi ông ghi lại hình ảnh video của những ánh sáng. Tuy nhiên, hình ảnh đăng trên Twitter vào đêm thứ Hai đã làm ngạc nhiên mọi người trên thế giới. Thế nhưng, một người đàn ông từ bên Anh Quốc đã gửi email qua đài địa phương số 2 tuyên bố những bức ảnh đó có thể bị thay đổi bởi vì nó có chứa hai chất lượng khác nhau của kỹ thuật chụp hình trong hình ảnh hoặc có thể là một sự phản ánh trong ống kính. Ngoài ra, nhiều người khác cũng nghĩ rằng nó có thể là một máy bay không người lái với rất nhiều đèn nhấp nháy.